ai đứng sau kế hoạch đặc xá để giải cứu cho quan tham Chu Ngọc Anh. Ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo trong đại án Việt Á với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tháng 1 năm 2024, ông Chu Ngọc Anh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù giam. Theo truyền thông nhà nước, tại phiên tòa, ông Chu Ngọc Anh đã khai nhận 200.000 đô la, tương đương 5 tỷ đồng, là tiền cảm ơn của ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 2 tháng 8 đưa tin, Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Bản tin cho biết, sáng cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Việt Nam. Tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Quốc Hùng cho biết, ông Chu Ngọc Anh sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Trên mạng xã hội của người Việt Nam có nhiều ý kiến đánh giá tin tức này không có gì bất ngờ. Vào ngày 9 tháng 1, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư đã đề nghị cho ông Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam. Theo đó, tại phần tranh tụng, luật sư bảo chữa cho ông Chu Ngọc Anh nói rằng sai phạm của thân chủ của mình không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị của luật sư cũng như việc ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo bản án sơ thẩm được cho là để dọn đường để ông này được giải cứu đúng quy trình. Ông Chu Ngọc Anh đã bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở với lý do đã nhận hối lộ 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt tại phòng làm việc của ông ở Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra sau đó, Bộ Công an đã bỏ qua tội danh nhận hối lộ của ông Chu Ngọc Anh, chỉ coi là hành vi nhận quà nhưng không đòi hỏi hay tác động gây sức ép. Trước phiên tòa xử bán vụ án Việt Á, ông Chu Ngọc Anh đã nhờ gia đình nộp 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là số tiền mà ông đã không bị khép tội nhận hối lộ từ Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á. Việc nộp tiền khắc phục hậu quả và nhận tội giúp ông Chu Ngọc Anh được tòa án ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ, đồng thời là gia đình có công với cách mạng, và ông Anh đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương, bằng khen cũng được tòa xem xét. Tại thời điểm đại dịch COVID-19, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt đã bị cáo buộc đã mua sinh phẩm giá rẻ từ nước ngoài, phối trộn để thành kit xét nghiệm COVID-19. Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, biết rõ về đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng vẫn ký các quyết định giao cho công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y, việc làm của ông Anh dẫn tới số tiền gần 19 tỷ đồng ngân sách nhà nước bị chi sai mục đích. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định về tội nhận hối lộ như sau. Khoản 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 1 tỷ trở lên. B. Gây thiệt hại về tài sản đến 5 tỷ đồng trở lên. Theo giới thạo tin, Chu Ngọc Anh vốn là người thuộc phe chính trị Hà Nội. Được biết, trong nội bộ của Đảng, các thế lực chính trị ở Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh là các phe ủng hộ Tổng Trọng vô điều kiện. Thành viên của các phe này rất ít bị kỷ luật, và nếu có đến mức buộc phải thi hành kỷ luật thì sẽ được tìm mọi cách giảm nhẹ tội. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Chu Ngọc Anh dù đã nhận tới 200.000 đô trực tiếp từ Phan Quốc Việt nhưng vẫn không bị truy tố về tội nhận hối lộ trong đại án Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ai đứng sau kế hoạch đặc xá để giải cứu cho quan tham Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Trước hội nghị trung ương bất thường, xuất hiện nhiều tin bất lợi cho Tô Lâm. Theo dõi lịch hoạt động của Chủ tịch nước, giới quan sát cho rằng ông Tô Lâm quá bận bịu với công việc lễ nghi và quá hoạt động trong vai trò người đứng đầu của nhà nước. Trong các cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được cho là đã có nhiều ý kiến đề nghị lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ không nên kiêm nhiệm hai chức. Phải chăng đây là lý do có nhiều luận đoán cho rằng sau hội nghị trung ương bất thường vào tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm sẽ chỉ được đảm trách chức vụ Tổng Bí thư. Chức Chủ tịch nước sẽ được chuyển giao cho Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư.
nguồn tin nội bộ cũng cho biết thế lực Tô Lâm và phe cánh hiện nay đang rất mạnh. Tô Chủ tịch còn có mục tiêu nhất thể hóa hai chức vụ như mô hình của Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình đang theo đuổi. Nếu thành công, ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng, giống như ông Tập bên Bắc Kinh vậy. Theo nguồn tin nội bộ, quyết tâm của Tô Lâm cao tới mức ông sẽ bằng mọi giá phải chiếm bằng được chiếc ghế Tổng Bí thư. Thậm chí nếu cần thiết, ông sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để mà giành chiến thắng. Điều đó cho thấy Tô Lâm hết sức tự tin sẽ vượt qua ứng viên số 2 là Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Công luận cho rằng sau khi lo ma chay cho Tổng Trọng, cuộc đấu giữa thủ lĩnh phe Thanh Hóa Phạm Minh Chính và thủ lĩnh Tô Lâm của phe Hưng Yên sẽ tiếp tục và có khả năng quyết liệt hơn. Hai phe sẽ xuất tất cả các nội công vốn có của mình để mà cố gắng giành chiến thắng. Theo giới quan sát, đội Hưng Yên của Tô Lâm sẽ tấn công tổng lực toàn diện để nhanh chóng giành chiến thắng. Nhưng đội Thanh Hóa của Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục lối chơi truyền thống phòng ngự chặt, phản công nhanh. Trong khi đó, quân đội của Đại tướng Phan Văn Giang thì tọa sơn quan hổ đấu, được cho là sẵn sàng ứng phó và cổ vũ cho đội Thanh Hóa. Theo giới thạo tin, Bộ Chính trị đã lên kế hoạch tiến hành hội nghị trung ương bất thường để chính thức bầu người kế nhiệm chức Tổng Bí thư, đồng thời xem xét sự thay đổi nhân sự cấp cao. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 30 đến ngày 1 tháng 8, Bộ Chính trị sẽ có phiên họp dự kiến vào ngày 2 tháng 8 để giải quyết vấn đề nhân sự cấp cao này. Nguồn tin nội bộ cũng cho hay có thể hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà sẽ là phải nghỉ sớm và khả năng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ lên thay. Các nguồn thạo tin khác cũng cho rằng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khả năng cao sẽ thoát, trong khi đó các nhân sự Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và có thể là Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy cũng có tên trong danh sách của Bộ Chính trị trình hội nghị trung ương để biểu quyết miễn nhiệm. Sau khi Tổng Trọng qua đời, thông tin rộ lên là sẽ có những thanh củi mới bị quăng vào lò, bao gồm những cái tên như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà cùng với Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy. Như vậy, chương trình tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của Tô Chủ tịch có thể đã chững lại. Nếu đúng thế thì đây là tin xấu cho ông Tô Lâm và Bộ Công an, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh sức mạnh của phe Nghệ Tĩnh sau khi thủ lưỡng Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cho đo ván vào tháng 4 năm 2024. Việc tổ chức hội nghị ban chấp hành trung ương bất thường để bầu tân Tổng Bí thư dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 thay vì đến hội nghị trung ương thường niên vào tháng 10. Đây là sự bất lợi cho Tô Lâm và phe cánh trong bối cảnh đang được cho là phe tướng quân đội đã liên kết chặt chẽ với phe Nghệ Tĩnh và phải chăng người tính không bằng trời tính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin trước hội nghị trung ương bất thường xuất hiện nhiều tin đồn bất lợi cho Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.